Bạn ơi. Mình chơi bia ở chỗ ngoài kia ấy. Xong rồi mình thấy bạn rất là xinh nên là mình muốn đến để xin số điện thoại của bạn được không? Kiểu như là mình có số điện thoại mình làm quen với nhau rồi ấy. Làm gì đấy? Hả? Mình muốn xin số điện thoại của bạn này. Yêu tôi. Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của Hà Hip. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tập tiếp theo trong series Solo Bia với cả người lạ. Và ngày hôm nay đối thủ của mình đó sẽ là một nhân vật vô cùng đặc biệt, một nhân vật rất rất nổi trên TikTok hiện tại, được mệnh danh là Thánh Nữ Bia. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cuộc đấu kinh điển với bạn ấy. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đó chính là Hồng Gấm. Hay còn được mọi người biết đến với cái tên là Gấm Kami, Thánh Nữ Bia trên TikTok. Thì ngày hôm nay thì bọn mình sẽ solo cùng với nhau. Liệu ai sẽ là người thắng cuộc đây? Người thua thì sẽ phải chịu hình phạt do người thắng đưa ra. Ok. Mọi người hãy cùng chờ xem là ngày hôm nay mình hành Thánh Nữ Bia như nào nhá. Bạn là nhất. Bạn rồi. Round 1. Lady go. Thôi. Tôi đánh vỡ mồm mới ra rồi. Hả? Được của nó. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Em tuyệt vời thế cơ mà. Thôi. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ta. Thôi xuống đây bà cũng chiều rồi. Mọi cùng chờ xem là ngày hôm nay mình hành Thánh Nữ Bia như nào nhá. Lớn rồi. Có phép ít thôi. Ok, nói chung là hôm nay gọi là cái thể trạng của mình nó không được tốt ấy, nên là mình đánh nó không được như ý muốn nè. Thôi. Nên là Gấm mới may mắn thắng được mình. Là mình không là anh Hà đâu, đây là thầy của mình mà. Ủa là anh Hà
nhường. Đúng rồi. Ừ, anh Hà hơi nhường. Thế nên là chẳng nhẽ lại đua cái tay mình đúng không? Thế nên là mình nhường để cấm có thể hình ảnh của con, mọi người hiểu không? Ừ, vâng. Dám chơi, dám chịu, mình thua rồi thì mình sẽ chịu phạt. Bây giờ nhá, anh thua đúng không? Bây giờ hình phạt của em đưa cho anh là... Thì dễ thôi. Không, nghĩ gì mà dễ nhở? Nhường mà, nhường mình phải cái gì đấy nó... Bất tử kéo. Có cái gì đấy, có điên là sao? Đợt này xếp bỏ qua, đợt này cắt nhá. Bây giờ nhá, hình phạt của anh là đi tìm gái trong tòa bia này, xin số. Chết mẹ mày rồi con. Nhưng mà do em chỉ định hay sao? Tùy anh để ai xinh anh cứ tới tấp vào. Anh để ai xinh anh cứ tới tấp vào. Điều của nó. Ok, thì mình sẽ chấp nhận hình phạt này và bây giờ mình sẽ ra xin số một bạn mà mình thấy cảm thấy xinh nhất cái quán này. Nhưng mà nha, làm em muốn bảo ấy. Bao xinh. A few moments later. Bạn ơi. Mình chơi bia ở chỗ ngoài kia ấy. Xong rồi mình thấy bạn rất là xinh nên là mình muốn đến để xin số điện thoại của bạn được không? Kiểu như là mình có số điện thoại mình làm quen với nhau rồi ấy. Làm gì ấy? Hả? Mình muốn xin số điện thoại của bạn này. Yêu tôi. Video của bạn hả? À, không tin gì hết. Kiểu chỉ là một hình phạt mình không đi xin người khác, đi xin người khác. Cảm ơn bạn nhá. Người ta có người yêu rồi. Thế là không thể xin số điện thoại. Ra xin số nhưng mà lại gặp đúng một bạn mà lại có người yêu rồi. Tí bị đấm. Trời ơi, thế mà không bị đấm nhỉ? Đấm đi chứ. Thế bây giờ xin số khách thì sợ kiểu bị có người yêu lắm. Thế là thôi, hay anh đi ra xin số nhân viên được không? Được. Bây giờ anh Hà đi xin số nhân viên nhé. Tại vì xin số khách toàn có bạn có người yêu rồi, tí vừa tí bị đấm luôn. anh xin số mơ và tóc xanh à? Ờ, bị người gì? Tóc xanh là em. Thế à? Này thế, mình không biết sớm, mình tí để đánh nhau. Đây nhá. Bây giờ đi xin số nhân viên cho an toàn mọi người ạ. Hello em. Kiểu như là anh đến đây chơi CBA rất là nhiều lần ấy, mà anh thấy em rất là xinh ấy, thì anh có thể xin số điện thoại của em được không? Xong rồi kiểu mình có thể về sau ca làm của em, anh có thể về nói chuyện với em nhiều hơn ấy. Em có yêu chưa? Chưa có. À, thế tốt quá rồi. Anh có thể xin số điện thoại của em xong rồi. Anh biết là bây giờ em đang làm việc ấy thì không thể nói chuyện được. Nhưng mà một lát nữa khi em tan làm rồi thì mình về mình có thể nói chuyện với nhau nhá. Đây em có thể ấn số em vào đây. Ok. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Đăng. Vậy thì em cứ làm việc tiếp đi rồi có gì lúc về bọn mình sẽ nói chuyện với nhau sau nhá. Cảm ơn em. Ok, mình kết thúc cái vlog ngày hôm nay ở đây mọi người ạ. Chân sau thì mình sẽ phục thù với gấm sau. Sau một ngày nào đó đẹp trời mình gọi là tâm trạng tốt mọi người ạ. Trông nhìn mẹ một. Mọi người cùng chờ đón video mình phục thù gấm nhá. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các vlog tiếp theo. Lúc nào em với anh hiểu nhau. Bye bye.